Ngày 18 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức truyền thông phiên tòa giả định và tọa đàm phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Phiên tòa giả định vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, Chi đoàn Diện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp thực hiện. Phiên tòa giả định được tái dựng lại một vụ án có thật đã được tòa án xét xử trong năm 2021. Nội dung vụ án liên quan đến hành vi xâm hại đối với trẻ em. Quá trình diễn ra phiên tòa giả định thay đổi họ tên, địa điểm của bị cáo, bị hại và những người liên quan với cách thể hiện dễ hiểu, tình huống giả định sát với thực tế, nội dung thể hiện sinh động, phù hợp đã giúp cho các em học sinh, phụ huynh nhận thức rõ về tính nghiêm minh của pháp luật, để từ đó phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về xâm hại trẻ em. Diễn biến phiên tòa giả định có thêm sự lòng ghép những nội dung tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức cho các em. Các em học sinh vô cùng hào hứng tham gia trò chơi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung phiên tòa giả định vừa diễn ra và quy định pháp luật liên quan đến trẻ em cũng trong chương trình các em học sinh và phụ huynh tích cực tham gia đặt câu hỏi về pháp luật liên quan đến trẻ em, phòng tránh xâm hại trẻ em. Hầu hết các câu hỏi được đặt ra mang tính thực tế cao và được đại biểu giải đáp trong chương trình. Với hình thức phiên tòa giả định và tọa đàm về phòng chống xâm hại trẻ em được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang và cung cấp kiến thức pháp luật về trẻ em, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình cho người dân trong cộng đồng.